Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 45 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh, quý vị và các bạn sẽ có những thông tin bổ ích giúp cho quý vị và các bạn lựa chọn những sản phẩm một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua những tư vấn từ các chuyên gia. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục Tư vấn tiêu dùng. Quý vị thân mến, việc làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng được chú trọng hơn. Không chỉ đi chơi, mà khi đi làm, chúng ta cũng mong muốn mình thật đẹp trong mắt người đối diện. Và hôm nay, để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề thời trang nơi công sở, Kim Yến xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ chị Bùi Thị Xuân Bình, chuyên viên tư vấn khách hàng của hãng thời trang Peony. Xin chào chị Bình. Chào Kim Yến, chào quý vị khán giả. Thưa chị, vấn đề lựa chọn trang phục đối với những nhân viên văn phòng là một điều hết sức khó khăn. Chị có thể chia sẻ cho Kim Yến cũng như quý vị khán giả được biết thêm về điều này không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Kim Yến. Chúng ta ngày nay khi mà tới đi làm, tới nơi công sở thì truyền thống từ trước đến nay thì vẫn là quần tây, áo sơ mi hoặc là một bộ vest nhẹ, ngắn hoặc là dài hơn một chút thì tùy theo cái nơi quy định ở nơi công sở. Rồi là phát triển thêm về như là váy đầm. Và thời gian gần đây nhất thì tôi thấy các công ty bắt đầu là áp dụng may đồng phục áo dài cách tân cho nhân viên. Và đây là một nét đẹp mà giữ gìn cái bản sắc của người Việt Nam, duy trì cái nét đẹp của áo dài. Thay vì áo dài truyền thống chúng ta mặc hàng ngày, chúng ta đi làm cả ngày thì nó hơi bất tiện. Nhưng mà sau này thì với cái sự cách điệu nhưng mà vẫn giữ được cái nét đẹp của áo dài thì các nhà thiết kế đã cho ra những cái bộ áo dài cách tân rất là thông dụng, áp dụng được hàng ngày. Chúng ta có thể mặc cả ngày để làm việc mà cảm thấy không thấy vướng víu. Và thời trang Peony chúng tôi thì những năm gần đây cũng đã phát triển cái dòng áo dài cách tân và được đón nhận rất là nồng nhiệt của quý khách hàng. Những yếu tố nào để giúp người làm việc nơi văn phòng có thể lựa chọn cho mình một trang phục đẹp thưa chị? Cái yếu tố quan trọng nhất đầu tiên là về cái vóc dáng, sau đó tới làn da của mình. Hai cái yếu tố đó để cho kết hợp và chọn được cái chất liệu phù hợp để may lên một bộ đồ công sở, làm sao cho nó hài hòa, nhã nhặn, lịch sự nhưng mà cũng phải thoải mái để khi mà mình làm việc cả ngày. Khi đi làm việc thì chúng ta cần những bộ trang phục thoải mái và năng động. Vậy thì mình có nên kết hợp phụ kiện vào không chị? Với tôi thì tôi lại không nghĩ là kết hợp phụ kiện không thoải mái, mà các bạn kết hợp làm sao cho nó phù hợp với cái bộ trang phục nơi công sở. Các bạn không nên đeo quá là nhiều phụ kiện khi đi làm và cũng không nên đeo những cái phụ kiện mà quá rườm rà. Ngay cả về túi sách hay giày dép cũng vậy, các bạn lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với cái màu sắc, cái bộ trang phục mà mình tới nơi làm việc. Rồi giày dép thì cũng không nên đi những cái đôi giày quá cao hay là quá thể thao mà tới nơi những cái nơi mình làm việc nó không có phù hợp. Chị Bình thân mến, với những người da sáng màu thì có lẽ là việc lựa chọn trang phục sẽ dễ dàng hơn những người da sẫm màu. Vậy thì chị có thể cho Kim Yến cũng như quý vị khán giả một số bí kíp dành cho những người da sẫm màu không chị? Tất nhiên rồi, làn da sẫm thì bao giờ chúng ta cũng phải chú trọng về màu sắc. Nếu mà được lựa chọn cái trang phục tự do khi tới công sở thì các bạn nên chú ý cái vóc dáng của mình là một yếu tố quan trọng. Nhưng mà cái làn da thì các bạn nên chọn những cái màu mà nó phù hợp với cái làn da sậm của mình, như là màu trung tính, màu hồng nhẹ, xanh nhạt, hoặc là những cái màu vàng nhưng mà đừng có chói. Màu đỏ thì cũng vừa phải, cái độ nhìn dịu mắt vừa phải thì nó tôn lên cái vóc dáng, cái làn da của bạn rất là đẹp và cũng rất là thời trang. Lúc nãy thì Kim Yến vừa nghe chị nói là ngày nay có rất nhiều công ty dùng áo dài cách tân để làm đồng phục. Vậy thì chị nghĩ sao về điều này? Thực ra thì tôi rất là hoan nghênh khi mà các công ty lựa chọn cho nhân viên mình về đồng phục áo dài cách tân. Bởi vì những năm gần đây là Việt Nam cũng phát động cái phong trào là mặc đồng phục áo dài.
đi làm thường ngày thì áo dài cách tân lựa chọn là một sự lựa chọn rất là thông minh, bởi vì áo dài cách tân đã được cách điệu để năng động hơn trong quá trình mình di chuyển làm việc, mà cảm thấy không có vướng víu. Và khi các bạn lựa chọn bộ trang phục áo dài cách tân thì các bạn cũng nên chú ý về cái chất liệu để làm sao khi chúng ta mặc cả ngày cho nó thoải mái, không có bị cảm thấy là khó chịu. Còn về Pimli chúng tôi thì có những cái chất liệu mà áp dụng cho áo dài cách tân như là đũi tơ tằm hoặc lụa tơ tằm, và những cái chất liệu mà chúng tôi chọn lọc từ các nước thì chúng tôi đã thiết kế lên những cái bộ áo dài cách tân mà các bạn có thể sử dụng trong cái lúc đi làm, đi chơi hoặc là những cái buổi tiệc. Vậy sẵn đây thì chị có thể chia sẻ cho Kim Yến cũng như quý vị khán giả được biết những ưu điểm áo dài cách tân mang lại cho người dùng không chị? Về ưu điểm của áo dài cách tân thì các bạn thấy đấy, mình không thể phủ nhận rằng áo dài cách tân rất là trẻ trung, năng động và rất là di chuyển trong mọi hoàn cảnh. Các bạn đi chơi, đi làm hay là đi tiệc ở những cái nơi mà đông người hoặc là những cái buổi tiệc như là ngoài trời, các bạn thoải mái di chuyển trong tà áo dài cách tân mà cảm thấy không có vướng víu. Và nhất là đối với những người là thích mặc áo dài từ trước đến nay, trước kia thì mặc truyền thống, đôi lúc họ đi tiệc thì họ phải chọn lựa cho mình cái bộ đầm hay là bộ quần áo tây sơ mi mà họ vẫn cảm thấy là nuối tiếc. Nhưng mà với cái xu hướng phát triển thời trang hiện nay á, thì các nhà thiết kế đã cho ra những cái bộ áo dài cách tân để áp dụng trong mọi thời điểm, mọi lúc, mọi nơi. Hãng thời trang Pimli chúng tôi cũng đã phát triển cái dòng áo dài cách tân và được quý khách hàng đón nhận rất là nồng nhiệt. Chị em phụ nữ của chúng ta thì thường rất ưa chuộng các loại giày cao gót. Vậy thì theo chị, chúng ta có nên sử dụng những loại giày cao gót quá cao khi đến công sở không? Tất nhiên là tôi sẽ đưa ra một lời khuyên là không nên. Bởi vì giày cao gót thì các bạn, nếu mà các bạn di chuyển cả một ngày làm việc thì các bạn cảm thấy là đôi chân của mình rất là mệt mỏi. Và bên cạnh đó, nếu mà các bạn dùng trong một thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái khớp chân. Nên là các bạn lưu ý trong quá trình mà chọn lựa cái đôi giày cho mình đi làm hàng ngày thì các bạn chọn lựa những cái đôi giày làm sao nó phù hợp với cái bộ đồ của mình và cái chiều cao, làm sao mà để cho mình dễ di chuyển, cảm thấy mình thoải mái, tự tin. Chị nghĩ sao về vấn đề áp dụng việc sử dụng quần jean áo thun vào công sở? Quần jean áo thun thì làm đồng phục thì những năm gần đây thì tôi thấy có một số công ty áp dụng. Và thực ra thì theo cái tính chất công việc mà chúng ta lựa chọn quần jean áo thun. Quần jean áo thun trước kia chỉ áp dụng là đi chơi thôi, chứ còn chưa có áp dụng vào là thời trang công sở. Nhưng mà sau này thì do cái tính chất công việc cần phải di chuyển nhiều, rồi có những cái mà cần phải đi xa hơn thì chúng ta sử dụng quần jean áo thun. Nhưng mà thường như là các công ty sẽ in những cái thương hiệu logo mình lên để quảng cáo. Cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa rồi, và Kim Yến mong rằng sau chương trình này, quý vị khán giả của chúng ta sẽ có nhiều kiến thức hơn trong việc lựa chọn trang phục đến nơi công sở. Cảm ơn Kim Yến, cảm ơn quý vị khán giả. Trong chuyên mục giờ vàng giá rẻ, sản phẩm túi nấm linh chi Iban loại 200g có giá trên thị trường 800.000 đồng. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm này sẽ được bán với mức giá chỉ 5.000 đồng. Quý khán giả nào gọi điện thoại nhanh nhất về số hotline của chương trình trong vòng 30 phút kể từ khi chuyên mục giờ vàng giá rẻ được phát sóng sẽ có cơ hội mua sản phẩm này với giá cực kỳ hấp dẫn. Lưu ý, chỉ duy nhất một vị khán giả đầu tiên gọi về cho chương trình thôi quý vị nhé. Hotline 0903 606 855. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh xin được khép lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:45 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh, và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ Bạch Lê và Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại.